ra cái đây. Hả? Tổ lắm ấy, tổ bắt đuổi em này, chạy chỗ nào biết đâu? Không biết, em đuổi em sợ, hoảng chạy bên này. Này, em chặn anh ấy. Tổ vắt qua đường, bắt em sợ, em sẽ nào, bắt đi xe đây, em chạm bóng em ngược lại, em chỉ biết là đi đuổi ngang lên. Đầu hướng sang bên này đi. Sang đi thôi. Đây, tổ, năm anh ạ, tổ không biết gì à. Tổ năm. Ôi, tổ, có máu anh em không? Đâu? Đây ăn con gì rồi? Em kẹp vào nó nhỉ? Vẫn tươi lắm. Này, vẫn tươi lắm. Đổ máu. Đổ máu ở đây, nó bò theo hướng nào? Ui, đây có vết máu tiếp này. Vậy nó vừa ăn được con gì rồi? Ui, anh ơi! Gì? Đâu? Trong đó đi, trong đó đi. Trong đó đi hả? Này! Xuống bắt ra! Trong đó gì nữa? Tổ à? Tổ lắm! Xuống bắt! Tổ à? Trong đó đây! Ui, thằng đầu ơi! Đúng rồi, đúng này không? Ui ui. Tổ lắm anh ạ. Cái tín hiệu khá là to luôn. Trong nỗ sao anh nhìn vào trong nỗ là nó thò đầu đấy không? Nó quyến nó bảo nó thò đầu đấy. Ui thò đầu nữa. Ui ôi. Ui có to. Ui dồi ôi. Không bằng cái này luôn rồi. Cái đầu không bằng này rồi. Ủa thế là có to rồi. Thế anh em lấy đồ để tôi giữ con này đi. Nhìn cái nỗ kìa. Để nỗ kìa kìa. Ủa cái lỗ nó to rồi. Thôi rồi. Anh cho nỗ kìa. Ui ui. Ấy. Mối rồi. Đây này. Toàn con gì nó tham vào đến đây rồi này. Máu, dấu máu. Chưa đây. Lên kia đáo đó. Kéo lên kia đục xuống ra đấy. Tổ lắm anh ạ. Ui dồi ôi, cây ăn vào trong. Vào trong rồi, con này nó nằm vào trong đấy rồi. Ui mẹ ơi, nhìn cái hàng nó khiếp nhỉ. Ui dồi. Cái này có đào được đất này không? Đá này khó đào đấy mọi người. Ừ. Ôi, anh em mình phát hiện ra nó bò từ đằng kia. Đó, đi vào đây, đi theo cái bên này, nó chui cái nỗ này mọi người nhá. Con này khá là khổng lồ ấy nhỉ. Ui cái nỗ kìa, ui ui sâu rồi sao? Nỗ nó tụt hút luôn à. Vớ vẩn nó tha người vào đây rồi. Máu rất là tươi. Nguy hiểm đấy. Máu như máu người luôn. Nó nhìn con to không? To lắm, bằng đùi em này. Nó vắt hết bên đường mà. Cái con này phải tầm tạ trên tạ rồi. Thế cái mảng bên này nó có thu hết đấy. Dạ mảng này. Đấy, mảng này. Em bẻ cái cành thừa đây cái. Thế thấy đéo vồ nữa thì. Toàn thằng bố, mình nó quấn ăn sống em luôn rồi. Nếu mà con tầm đấy mà một người thì có khả năng đi. Hai người còn khó thì đừng nói một người. Nó rất thế lưới. Dạ, mới dưới này. Dạ. Đục một thứ đây. Rò rò xem để cho quấy đục con đi anh nhỏ đây. Ui ôi, tín hiệu to rồi. Lấy trong đấy rồi, đấy. Đấy, trong đây rồi. Ui, bỏ thế. Đây này, đúng chỗ này luôn. Đấy. Ui,
Còn nó không? Con này. Còn nó không? Ôi cha mẹ ơi. Nó bỏ rồi. Còn nó không? Còn nó không? Con này sao ấy? Ôi ôi to thế, anh gạt tới dưới ra. Ôi mẹ ơi. Ôi ôi anh như to thế. Giàn pi thòn. Wow. Oh my god. Thế nên nó thủ đục ở dưới đi anh. Ừ. Có cắn không? Anh quên đi. Ui. Oh my god. To lắm không ạ? Ui ôi. Ôi cha mẹ ơi. Cha mẹ phụ thần ơi. Phụ động rồi. Ui ôi. Ui ôi. Ui nó tròn xoen luôn mọi người này. Ui ôi. Trông dã man chưa. Nhận bớt anh, nhận bớt anh. Ui nó to quá. Chuyện này nè. Phụ thần. Ý. Ui nó khó. Ui nó khó. Ui động rồi. Ui. Ba khúc liền này. Ui ngọt. Ba to luôn mọi người. Rất lớn. Này rất lớn mọi người nhá. Phải đào cái này ra để nấu nước đạp vậy. Em bị hỗ trợ anh bắt đi, em không bắt đâu. Mày gắn giết. Wow. Vào ngay trong này. Wow. Ui, to. Ê, nó cử động nó sao? Đấy, nó cử động nó ra. Nó cử động nó ra đây. Nó cử động ra. Anh nhìn này. Anh nhìn nó cử động. Ấy, nó đang dịch chuyển này. Gian Python. Ui, nó rung ấy. Ui, nó rung. Cần cứ xẻ cái này cho nó hẫng dưới chân. Đấy, nó đang đủ ra đây, đây, nó đang đủ ra đây. Đây, đây. Mình xỉa vào trong này. Ừ, to lắm. Ý, đâu Đâu. Có trong. Ý. Ôi, lỡ tôi. Ua. Nhìn đâu. Ua. Con này không kiên tạm bị đóng đất. Phải nói một con rắn rất là khổng lồ rồi nhá. Con này thì chắc nó phải hơn 100 kg rồi, nó bò qua đây hôm nay anh bắt được nó rồi này. Nhìn to, nhìn trong cái khúc thịt thôi. Anh để tay vào, đặt vào tay vào đấy này. Đấy, nhìn kìa. Nhìn to này, rất là lớn luôn. Nó dài, 5 cống này vậy thôi. Thịt đấy. Đấy mọi người nhá, thì cái video này là anh em mình cũng chỉ muốn chia sẻ mọi người thế thôi. Đấy là anh em mình hôm nay là bắt được con chăn to thì muốn chia sẻ các bạn cái video này. Bây giờ anh em mình sẽ bắt nó về để nấu cao rồi nhá. Thế mọi người thấy hay không? Mình chào tất cả các bạn, hẹn các bạn tiếp theo nhá. Chào tất cả mọi người nhá.